Ngày 18 tháng 6 tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chính thức ra mắt bộ nhận diện truyền thông Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Logo Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 được thiết kế với biểu trưng chính thức của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở chính giữa. Tạo hình ngọn lửa là biểu tượng của sự nhiệt huyết, khát vọng và tạo hình của một bông sen đang dần nở thể hiện cho sự thanh khiết, dịu dàng của phụ nữ Việt Nam và sự đoàn kết của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển. Bộ nhận diện truyền thông thể hiện khẩu hiệu của đại hội là đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển. Dự kiến đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2022 tại Hà Nội.